Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai khóa năm 2024 với chủ đề Sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Gần 30 năm qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, gắn kết phục vụ cộng đồng, đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển của đất nước. Bước vào kỷ nguyên mới với tầm nhìn trở thành hệ thống đại học trong top đầu châu Á, nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam. Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân nhấn mạnh, đơn vị gánh trên vai sứ mệnh kiến tạo động lực tăng trưởng mới, không gian phát triển mới cho đất nước, sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các em học sinh, sinh viên cần chăm chỉ học tập, tu dưỡng, rèn luyện để có kiến thức toàn diện, có trách nhiệm xã hội, có năng lực lãnh đạo, có tư duy khởi nghiệp, làm chủ, vận dụng sáng tạo tri thức. Lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng kỳ vọng các thầy cô giáo không ngừng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo để tìm ra tri thức, công nghệ mới, những giá trị văn hóa đặc sắc mới, giải quyết các nhiệm vụ quốc gia, khu vực và thế giới, tham gia đóng góp cho sự phát triển kinh tế bền vững, thúc đẩy tiến bộ xã hội, làm giàu thêm kho tàng tri thức nhân loại và nền văn hóa Việt Nam.